Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 300.000 đồng và một mạng người. Khi nhắc lại vụ án mạng ở nhà nghỉ Quốc Triệu 2, nhiều người dân ở Thạch Thất vẫn không khỏi bàng hoàng. Không chỉ bởi nạn nhân là một người đàn bà đáng thương, mà còn bởi sự ra tay dã man, tàn độc của những kẻ bán mình cho quỷ. Chỉ vì thiếu mấy trăm nghìn tiền phòng trọ mà Ngô Đăng Thức và Nguyễn Quang Huỳnh đã giáp tâm sát hại người quản lý nhà nghỉ để hòng xù nợ. Khi phạm tội, Ngô Đăng Thức mới vừa qua tuổi 15, còn Huỳnh mới gần 18. Nhìn hai gương mặt còn búng ra sữa ấy, ít ai nghĩ rằng chúng có thể quyết tâm phạm tội đến cùng như vậy. Những lần dở lại quá khứ không mấy sáng sủa của hai sát thủ đuổi đi này, người ta phần nào lý giải cho tội ác tày trời mà chúng đã gây ra. Tuy nhà đông anh em, nhưng do là con trai duy nhất nên Thức có phần được nuông chiều. Trong khi mẹ và các chị em gái đổ tắt mặt tối để đắp đổi miếng cơm, manh áo, thì nó chỉ phải làm có mỗi một nhiệm vụ: biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Nhưng với sức học nhàng nhàng, nó cũng chả mặn mà gì cho lắm. Năm lớp 7, vì không đủ điều kiện lên lớp, Thức bị lưu ban. Chán cảnh phải ngồi học cùng bọn đàn em, nó bỏ học. Bỏ là bỏ thẳng, nó suốt ngày vạ vật quán game, quán chat. Có khi hứng chí nó xoáy tiền bố mẹ rồi dạt nhà đến mấy ngày liền. Vào một ngày, sau khi trộm được hơn một chỉ vàng của bà nội, Thức đem bán lấy 6 triệu đồng, rồi rủ Huỳnh đi bụi. Mấy ngày đầu tiền bạc rủng rỉnh, chúng tiêu xài như những cậu ấm cô chiêu. Đến khi túi tiền gần cạn, Thức và Huỳnh đến thuê phòng trọ tại nhà nghỉ Quốc Triệu 2 do bà thân làm quản lý. Cũng trong quãng thời gian nghỉ trọ ở đây, Thức và Huỳnh phát hiện ra bà thân là người phụ nữ độc thân, sống lủi thủi một mình. Và lại chúng cũng phỏng đoán rằng những người làm nghề kinh doanh như bà sẽ tích góp được nhiều tiền bạc. Thế nên trong lúc quá bí bách và túng quẫn, bọn chúng liền bàn nhau lên kế hoạch lấy mạng bà thân, vừa để quỵt tiền trọ, vừa cướp tài sản của nạn nhân. Chiều ngày 29 tháng 3, khi thấy bà thân lúi húi cắt cỏ ở vườn, Huỳnh và Thức giả vờ lân la bắt chuyện. Mục đích của chúng là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của bà để chờ cơ hội ra tay. Khi thấy bà thân hoàn toàn không phòng bị, Huỳnh nháy mắt làm hiệu để Thức từ phía sau chồm đến, làm một nhát vào lưng người phụ nữ đáng thương này. Đồng thời Huỳnh cũng lao vào trợ giúp. Bị những nhát chí mạng, bà thân gục tại chỗ. Sau đó Thức lục túi bà thân lấy được một điện thoại và hơn 300.000 đồng. Đúng lúc ấy, chị Nguyễn Thị Sen là người quen của bà thân đến chơi. Phát hiện sự việc liền hô hoán. Thức bị bắt tại trận cùng toàn bộ tài sản vừa chiếm đoạt. Còn Huỳnh chạy thoát. Đến 1 giờ 20 phút ngày 30 tháng 3, Huỳnh cũng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn. Mẹ ơi, cứu con! Ngô Đăng Thức và Nguyễn Quang Huỳnh đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Trước tòa, cả Thức và Huỳnh đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Trước tòa, Huỳnh tỏ ra ngoan ngoãn, khai nhận thành khẩn hơn Thức. Bị cáo này run run xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi bố mẹ mình và mong tòa giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời. Còn bị cáo Thức tỏ ra can đảm hơn đàn anh. Thức biết rõ mức án nặng nhất mình phải chịu là 12 năm tù. Thẩm phán bức xúc hỏi, ai nói với bị cáo thế? Thì Thức trả lời, các anh trong trại. Thức hạ giọng nói một mạch, cháu xin hội đồng xét xử cho cháu cơ hội để làm lại cuộc đời, sớm trở về với gia đình và xã hội làm người tốt. Khi nghe chủ tọa phiên tòa hỏi, tại sao bị cáo lại lấy mạng người? Thức trả lời tỉnh rụi, dạ, tại vì bị cáo quá cần tiền. Nghe xong lời khai của nó, không ít người có mặt trong hội trường xét xử phải rùng mình, ớn lạnh. Đồng thời khi tường tận về hoàn cảnh của nạn nhân, người ta lại càng dâng lên niềm căm phẫn với những kẻ hại người. Khi Thức và Huỳnh đến thuê phòng trọ, thấy hai đứa áo quần nhích nhác,
bà còn sốt sắng giặt giũ, cơm nước, lo lắng cho chúng như con cháu trong nhà. Bà đâu có ngờ hai đứa trẻ lòng lang dạ thú ấy lại lấy oán trả ơn, khiến bà mất đi sinh mạng. Người ta đã có công kêu mang mình trong lúc khó khăn, không đền đáp thì thôi, tại sao bị cáo còn ra tay hãm hại chỉ vì mấy trăm nghìn? Bị cáo muốn lấy lại chiếc điện thoại và cũng định kiếm thêm ít tiền để trả cho quán net. Lời khai của những sát thủ mang khuôn mặt trẻ thơ ấy đã cắt cứa vào lương tri của rất nhiều người tham dự phiên tòa. Họ không thể ngờ rằng chỉ vì những đam mê, ham muốn tội lỗi mà những đứa trẻ mới kịp làm con, chưa kịp làm người kia đã sớm mang tâm hồn ác quỷ để rồi gây tội ác. Không cứ gì gia đình nạn nhân, ngay cả gia đình, bố mẹ của hai tên Huỳnh và Thức cũng không khỏi bàng hoàng, đau xót khi nghe con mình thú tội. Nỗi lòng của người làm cha làm mẹ nào chả vậy, sinh con ra chỉ muốn chúng thành người. Nào ngờ vừa mới tấp tỉnh vào đời, chúng đã học giặt thói lưu manh, côn đồ của những kẻ đầu đường xó chợ. Để rồi từ đó chúng trượt dài vào bóng tối. Người mẹ tuổi ngoài 40 của Thức ngồi dưới, nghe tới mục đích gây án của con thì khóc nấc. Từ đầu phiên xử bà đã không cầm nổi nước mắt vì nhìn thấy con trai nhỏ thó, lọt thỏm trong chiếc áo chạy giam rộng thùng thình. Bà chẳng ngờ hai vợ chồng lớn tuổi, sinh ba cô con gái, muốn đẻ cố một cậu con trai để nhờ cậy lúc tuổi già lại ra nông nỗi hôm nay. Nghe con khai hành vi dã man, bà cúi xuống ôm mặt. Người phụ nữ trẻ hơn ngồi bên cạnh bà cũng tay cầm khăn lau nước mắt. Đó là mẹ Huỳnh. Người mẹ này đau khổ nhìn cậu con trai trước vành móng ngựa khai tội. Bà chẳng ngờ chuyện dã man kia do chính con trai mình làm. Huỳnh vốn học kém nên nhà có hai anh em. Gia đình động viên cho cậu ta học hành nhưng cũng chỉ hết lớp 8. Thời gian xảy ra vụ án, Huỳnh đi học sửa xe máy về. Cha mẹ mới xây cho quán ngay đường để cậu mở cửa hàng, sửa xe. Chẳng ngờ cái mong mỏi con trai làm nghề lương thiện không được. Một người thím của Huỳnh cho hay, cậu ta không vắng nhà bao giờ. Hôm đi chơi với Thức, gia đình không liên lạc được nên đi tìm nhiều nơi. Tới khi công an tới làm việc thì họ mới hay. Trước phiên tòa, bà My đã chuẩn bị vài thứ lặt vặt để có thể tiếp tế cho con. Thế nhưng mẹ con cách nhau song sắt, tưởng chỉ một cái với tay có thể ôm trọn đứa con tội lỗi vào lòng. Vậy mà bà vẫn phải đứng khóc nhìn con trong bất lực. Dù nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, cách thức thực hiện, dã man, đáng phải áp dụng mức hình phạt cao nhất. Nhưng khi phạm tội, Huỳnh chưa đủ 18 tuổi, Thức chưa đủ 16 tuổi, nên hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Huỳnh 18 năm tù, Ngô Đăng Thức 12 năm tù. Chỉ đến khi nghe tòa tuyên án, hai sát thủ nhí mới bắt đầu cảm thấy run sợ. Ngô Đăng Thức không còn giữ được bình tĩnh, nó òa khóc, nức nở, giọng thều thào trong nước mắt. Mẹ ơi, cứu con! Còn Nguyễn Quang Huỳnh dù cố tỏ vẻ cứng cỏi hơn, nhưng hai bàn tay nó cũng run bần bật như nhành cây trước gió. Có lẽ khi phải đối mặt với ngày dài tháng rộng đời tù, những kẻ như Huỳnh, như Thức mới phần nào biết được cái giá phải trả cho hành vi tội ác của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.